dù như cơ hình đầu nắm tay nó sẽ do cái C5, C6. Và nếu như mấy em thấy là điều đó cũng che lên cái sản phẩm cơ hình đầu nắm tay mà mấy em mất thì mình nghi ngờ. Bây giờ cái phát tử này ra sẽ sống các chèn nhé vô cái bệnh tử mổ C5, C6. Hay là phản xạ cơ năm đầu nắm tay sẽ bị C8, cơ bánh chè, cơ gót. Thì đó là cái giá trị của các cái phản xạ cơ này phải biết để làm sao để sau này cơ tới đi năm mấy em tập. Nhờ khảo sát các bạn sản phẩm sẽ giúp mình xác định các cái biểu tiên cái tầm tử tổn thương ở đâu. Thầy đồng không thể trả lời được cho là bác ơi bác bị phát bị dĩ đệm rồi các bác. Và giờ hỏi bị phát bị dĩ đệm chỗ nào thì bác sĩ đó là mình cũng không biết bên xui là vì vậy nó bị lên nó được à. Thì nhờ bên cạnh các cái kỹ thuật xin tư liên khai cho bác mẩn thì lúc bác sĩ lâm sàng khám sẽ biết mình được về cái biểu tiên tổn thương nó nằm ở tầng nào. Thì lúc mà dược phi thì nói bác ơi bác chỉ chụp cái đoạn bị cổ thôi cho ta chỉ định em ra một số cổ thôi chứ không nếu mà giờ không biết chỗ nào không cho sẽ chụp chơi xuống dưới luôn sẽ tốn rất là nhiều tiền nè. Đó là cái giá trị của các cái phản xạ rồi cái phản xạ da cũng vậy. Đối với phản xạ da thì nó chỉ có sử dụng lâm sàng sử dụng nhiều nhất và phản xạ da bàn chân hay phi thôi à. Tại sao mình rất là một nhà bàn chân chúng tôi sẽ còn thời gian để cho các em xem các người ta đánh giá xem các bạn sản như thế nào. Còn các bạn sản da của bụng hồ môn thì ra thì rất là bạc hết thì các em thấy là khi làm có anh cũng có thể lắm thôi bàn chân bàn chân cái mục tiêu cái đường làm cái này đó người có da bàn chân tâm suy là nhanh nhất. Rồi, giờ mời nhóm hôm nay nha.